Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em một bộ cua hình đồng bộ chính hãng thương hiệu của Lưới Acoustic, với bộ cua hình dàn máy 3 thớt thiết bị và một cặp loa full bass 30 anh em nhé. Với cua hình này cho anh em chơi trong phòng diện tích 20-25m2. Một bộ cua hình rất là gọn, nhẹ, 3 thớt thiết bị thôi để cho anh em có thể sử dụng, vận hành rất dễ và sử dụng vang số, đẩy công suất cho ra chất âm hay, công suất lớn. Và cặp loa full bass 30 đánh rất là mạnh mẽ luôn anh em nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu với tất cả anh em về bộ cua hình này, sẽ là những cặp loa karaoke Lưới Acoustic lắc 12 full bass 30 anh em nhé. Cặp loa này thì bass 30 sơn sân cát mà bên em đã giới thiệu với tất cả anh em qua rất nhiều video rồi, đúng không ạ? Từ 190, quay 76, check 450. Với những cái đó cộng lại và hàng nhập khẩu nguyên con thương hiệu của Lưới Acoustic, giá chỉ có 10 triệu đồng cho một cặp thôi. Nó cực kỳ ấn tượng cho anh em về cái mức giá, về cái chất âm mà anh em mang lại. Thử test trên rất nhiều các dòng nhạc như Remix, Bolero, Zumba, cặp loa Lưới Acoustic lắc 12 nó đưa ra một cái chất âm, một cái màu sắc cực kỳ tuyệt vời cho anh em với cái phân khúc chỉ có 10 triệu đồng trên một cặp. Cực kỳ ổn áp anh em nhá. 10 triệu đồng trên một cặp loa lắc 12. Một trong những cặp loa mà với cái phân khúc 10 triệu được rất nhiều anh em săn đón và anh em tìm hiểu. Hiện tại đang nghe trên những bản nhạc không lời và anh em cũng thể nghe thấy một chút chất âm của nó. Bass đánh sâu, lực chét sáng anh em nhá. Rất tí tách, rất hay đúng không ạ? Cặp loa xin nhắc lại giá 10 triệu đồng trên một cặp anh em nhé. Và tiếp theo về bộ cua hình dàn máy thì em sẽ thử cho anh em về cái chất âm mic trước đi. Thử cho anh em chất âm mic, em sẽ giảm nhỏ volume âm lượng xuống và chuyển sang cái mode Echo cộng Reverb, mà cái mode mà rất nhiều anh em hát ở cái mode này anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Thử chút thôi cho anh em nghe cái chất âm echo cộng reverb nó. Dù là hát không hay anh em nhá, nhưng anh em thể nghe thấy với cái chất âm echo cộng reverb, nó nâng cái chất giọng, nâng cái tiếng mic lên rất nhiều để cho anh em hát. Nó rất là dễ hát và rất là lịnh giọng, rất là ngon luôn anh em nhé. Và vừa rồi thì đang hát trên bộ micro Lưới Acoustic BS700, một dòng micro sử dụng trong gia đình rất là phổ thông cho anh em, với giá là 2.200.000 đồng anh em nhé. 2.200.000 đồng thôi. Và cái tay mic của nó đây, cầm nắm thì rất là đầm, chắc tay. Thân bằng kim loại anh em nhé. Dưới này sẽ là thân bằng nhựa, đấy, trên sẽ là thân kim loại cho anh em. Không hề là một chút gì đó gọi là rẻ tiền đâu, đúng không ạ? 2.200.000 đồng, đầy đủ chức năng cảm biến. Và đây là cái siêu của nó anh em nhá. Siêu màn để chống xước, thì về nhà anh em mà muốn đẹp, muốn bóng, anh em lột cái lớp siêu này ra cho em thì nó bóng đen đẹp luôn. Ok chưa? Và tiếp theo đầu lão xử lý chính bộ cua hình này, đó là một con vang số Lưới 8, một dòng vang số anh em nhá, không phải là vang cơ. Đầy đủ khiển remote, cổng quang, bluetooth, USB để cho anh em chơi, đúng không ạ? Rất nhiều các cổng đầu vào như RCA 1 và RCA 2 ở đây, đó là hai cổng bằng AV. Tiếp theo sẽ là cổng play là Bluetooth Optical anh em nhá. RCA 1 em đang hiện tại sử dụng cổng AV. Ok chưa? Con này thì có hai đường mic riêng biệt. Hai đường mic riêng biệt, mic A, mic B đây. Hai đường mic riêng biệt luôn cho anh em có thể dễ dàng căn chỉnh, setup với những đường mic riêng để cho anh em có thể sử dụng. Vang Lưới 8 giá hiện tại là 3.300.000 đồng thôi anh em nhé. Một dòng vang số sử dụng trong bộ cua hình 21.500. Một cục đẩy công suất D2.8, 800W cho một kênh, mạch class D, nguồn biến áp xuyến. 800W thì nó anh dư giả cho anh em một kênh đánh một cặp loa luôn anh em nhé. Nhưng hiện tại đang đánh có một chiếc thôi, và hai kênh đang đánh có một cặp. Thì sau này nếu anh em có nhu cầu nâng cấp thêm những cặp loa thì anh em cũng có thể nâng cấp thêm những cặp loa full bass 30 nữa để anh em sử dụng với bộ cua hình này, thì cực kỳ tuyệt vời. Đẩy công suất dư rồi, sau này anh em không cần phải suy nghĩ thay thế đẩy để cho anh em chơi, đúng không ạ? Cực kỳ hợp lý.
D2.8 giá là 6 triệu đồng, 800W cho một kênh đạt chuẩn ở chế độ 8 ohm. Mạch class D, nguồn biến áp xuyến cực kỳ ổn áp. Với bộ cấu hình này, 3 thơ thiết bị, một cặp loa full bass 30, 21 triệu 500 nghìn đồng. Đồng bộ thương hiệu của Lưới Optic, hàng nhập khẩu nguyên con từ loa tất cả các thiết bị luôn anh em nhá. Nhập khẩu nguyên con cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Anh em xem video, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông xem các video anh em nhá. Có nhu cầu mua hàng, hãy nhớ liên hệ trực tiếp. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip đằng sau ạ.